Rồi mình từ từ di chuyển lên nhá, nhớ mang hết đồ đạc hành lý lên nhá. Tại vì cano họ về họ đón khách khác nhá. Mình lên di chuyển lên hộ em ạ. Rồi chào con trai tới vịnh đầu tiên luôn. Rồi đeo kính ngược luôn mới ghê này. Đấy. Các bạn nhìn bên trái này, nhìn bên tay trái này. Thấy chưa? Thấy nước biển xanh trong chưa? Đây. Thấy chưa? Tranh thủ tắm nhá, tranh thủ tắm và vui chơi ở bên này nhá. Khi mà đang vắng khách nhá. Rồi chào chị Đại. Cái này không gọi trưởng đoàn mà gọi là cái này không gọi trưởng đoàn là chào chị Đại. Chị Đại của đoàn, à chị Đại. Đúng không anh? Tôi đang lúc vắng. Và đâu không biết thì chỉ biết là chị Đại đi trước thôi. Đấy. Bây giờ vào thay quần áo rồi chú. Superman, rồi. Đây đây, chúng quay vlog cho. Tối về nhớ đăng ký kênh nhá. Kênh chú tên là gì? Salo TV. Salo, anh Hùng Salo. Vâng, vào đi các bạn ơi. Siêu nhân, vào đi. Đi chuyển vào trong anh chị ơi, đi chuyển vào trong chỗ siêu nhân thì sẽ được nghe tư vấn ạ. Vâng. Tiền nào của nó thôi ạ. 800 ngàn là sờ và tận tay và mắt thấy san hô, chứ còn 50 nghìn cách sâu 5 mét. Đấy. Đây 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 mình để đồ trên này ạ, có người nhà coi đồ cho các bạn đây. Ngồi một bàn cho nó dễ kiểm soát. Đây là cái hành lang người ta đi lại tí, mình người ta đi lại người ta thò tay người ta lấy đồ mất công á. Qua đây lên đây. Đây đây. Anh chị nào đói thì có thể kêu đồ nhậu ở đây nhá. Ở đây bắt đầu mình nhậu dần dần là vừa nhá. Hôm nay đảo là chỉ có ăn nhậu thôi, không có làm gì hết nhá. Chưa ăn đây ạ? À? Đây. Đây là... Em ơi, chưa ăn chai. Mình vào trong nhà em, cái đồ này đây, đây chắc cũng cái đảo luôn à. Mình đến sớm, quay sớm, làm sớm. Tàu đánh kính thì đi đây. Dạ, tàu đánh kính phải đăng ký rồi em nghe. Dạ. Dạ, xong một phút sau, đăng ký 6 người một lần đi. Tại mình săn hô vào lúc sớm thì chưa có ai luôn. Anh chị đã lặn ở Nha Trang lần nào chưa? Lần đầu tiên. Đã lặn ở chỗ khác bao giờ chưa? Lặn nhưng chỉ gọi là úp mặt xuống nước. À, úp mặt bơi salon lên nhá. Ừ. Đây là hay có ở ngoài Bình Ba mới ở Phú Quốc á. Ừ đúng rồi, Bình Ba Phú Quốc là hay có cái dịch vụ đấy. Dạ vâng. Đó dịch vụ là bơi tự do. Có thể chân mình chà đào vào san hô, có thể đất tay đất chân nữa. Nhưng mà cái đó là... Dạ. Dạ đúng rồi. Cái gói này thì không cần biết bơi ạ. Gói này rất chi là dễ. Cái gói này gọi là cao cấp nhất bây giờ. Bé trên bến tủ 4 tuổi là đều có thể đấy, đi bình thường. Đấy, bé trên 4 tuổi. Đấy, nhân may nhá. Đấy, chỉ cần mạnh mẽ lên thôi. Nào, dè cái nào. Yeah. Yeah. Con tay cái. Con tay cái. Ra kia. Yeah. Tốt tốt thảo hảo, tốt tốt thảo hảo. Như Trung Quốc nha. Nhìn trong Trung Quốc thế. San hô là ở dưới, phía dưới kia kìa. Đấy, đấy, dạ đúng rồi, cái tàu kia. Dạ đúng rồi, trong này. Dạ. À, trong đất liền thì rác nó trôi ở bên trong, nó trôi theo xuôi dòng này. Đây là vịnh, đây là vịnh là đúng rồi. Vâng. Anh ơi, đồ ơi, đây là cái tàu, đây là cái tàu. Và trên cái nóc tàu chú thấy hai cái gì không? Đấy, trên nóc tàu là không phải máy tạo khí. Đúng rồi, máy tạo khí. Cái khí nó sẽ dòng vào cái dây kia, trắng trắng nhỏ nhỏ kia. Cái dây đó. Dạ đúng rồi. Dạ tất nhiên rồi. Cái dây kia là nó sẽ thông khí với lại cái mũ của mình. Biết rồi. Để mình đội lên thì khí nó đẩy ra, nước nó đẩy lên thì cái đầu mình nó sẽ lửng lơ ở giữa. Nên là tóc không ướt, son môi không ướt. Đấy. Đấy. Đúng rồi. Thử đi ạ, tôi kéo thử đi ạ. Kéo vào đấy. Kéo vào người, đúng rồi, kéo vào người. Xem có khỏe như lực sĩ này không? Lực sĩ này dài hơn chú mà kéo được mà. Rồi, mạnh mẽ lên. Rồi, ông ba giỏi quá. Ông ngoại giỏi quá, ông nội giỏi quá, ông nội giỏi quá. Rồi, hay quá luôn. Hay quá là hay luôn. Rồi, ơi, khỏe quá. Cố lên, cố lên. 1 2 1 2 1 2 1 2. Sức chi là siêu nhá. Đây là màn khởi động của những lực sĩ đây. Những lực sĩ chuẩn bị mình xuống nước đây. Vâng. Và sếp Tín qua đây gặp sếp rồi mà. Sếp qua hôm nay bảo là sếp bảo là xìa một cái máy mới xuống rồi. Em cảm ơn bác nhiều. Rồi. Rồi mình lên đây các bạn ơi. Cầm chắc tay nhá. Rồi lên đi ạ. Rồi. Cô ơi. Ok. Chào ơi, trèo lên mạnh lên. Rồi, đúng rồi.
Rồi mình lựa những đôi dép đẹp nhất mình đi vào nhá. Bé nhỏ này không cần dép nhá. Vâng. Rồi mình lựa những đôi dép đẹp nhất mình đi nhá. Vâng. Đó, xin chào các bạn nhá. Chào các bạn đến với độ lặn của chúng tôi nhá. Hôm nay các bạn sẽ được tận mắt thấy con cá nó bơi lội dưới này, cho cá ăn, thả tim và chờ vào những giải san hô mềm nhá. Rồi các bạn chuẩn bị đến đây rồi. Bác Tài ơi, đưa anh đói thử kéo cái nào. Đấy, kéo đi, mạnh lên anh ơi, cố lên. Cố lên. Cố động cho anh này, cố động cho anh này, đứng dậy kéo mạnh lên. Mạnh lên anh ơi, mạnh lên. Đấy, trời ơi, qua vợ hành giờ kéo không nổi không? Không. Thấy chưa, ba giỏi chưa? Ba mà kéo cả mười mấy người luôn này. Rồi, đưa tay đây. Dịch vụ nắm tay miễn phí nha. Dịch vụ nắm tay miễn phí. Từ từ, con trai, từ, để nó sát rồi đã. Bình tĩnh, rồi, sát rồi, đúng rồi. Cẩn thận, bước đi từ từ, cẩn thận nhá. Từ nhá, vâng. Đây, lên đi, gái đưa tay chú. Rồi, lên. Gái đâu? Đưa tay chú. Rồi, ok, lên. Rồi, lên đây hết đi ạ. Lên hết đi ạ, rồi, ok. 1, 2, 3, bắt đầu phát triển. Hello, xin chào các bạn. Hiện tại thì mình đang có mặt tại bến Trang Hô và chuẩn bị đi làm vũ nha. Sẵn sàng chưa không? Sẵn sàng, yeah, 2, 3, sẵn sàng. Lại nha. 1, 2, 3 là mình cũng hô là sẵn sàng nha. 1, 2, 3, sẵn sàng. 2, 3, sẵn sàng. 2, 3, xuống. 2, 3, xuống. 2, 3 không sẵn sàng nữa. Xuống rồi kìa, đây là xuống rồi này. Xuống rồi kìa. Đúng rồi. Từ anh, đứng di chuyển bên đây. Rồi, đấy, đứng anh bộ nước lên người đi. Bộ nước lên người cho nó quen độ lạnh đi. Đấy, đó. Rồi. Con còn đi được rồi. Này, nước sớm rất trong này. Đứng đây là nhìn thấy xuống dưới này. Đây. Anh cứ nghĩ sâu 6 mét này, đi vào là kính làm sao mà thấy được. Đi cho phí tiền. Rồi đây, thấy cái nhà chị đúng không? Không sao. Hai người này biết rồi. Đây 14 17 của mình là số mấy nhỉ? 14, quên rồi. E 14 B 17 đúng không? Bé chưa xuống hả? Bé nhỏ sợ nên là khóc xuống không được. Vâng, lại lên. Xuống một tí thôi. Xuống không được không mất tiền. Dạ mà không mất tiền. Cô chú thấy sao? Ok không? Ok. Dạ. Sợ quá đây. Ừ, ta xíu đâu. Ta không phải nuốt con. Mới đầu không quen. Mới đầu không quen. Nhưng mà sau này thích đi lần nữa. Đầu xuống không quen như sau ấy. Sợ quá. Mẹ lên rồi này, con trai không dám xuống. Ơ thế là sợ à? Con trai khóc. Nó không thích đâu. Con trai khóc à? Mẹ sợ quá à? Đưa lên. Vâng. Rồi thế là thế nên nó ôm lên nó không nhìn không? Sợ quá à? Sợ gì? Thế thôi thì ra tắm biển thôi nhá. Khi thấy ok không? Thấy san hô chưa? Nhìn thấy san hô chưa? Ôi đi ra tắm biển. Tạo dáng với san hô chưa? Thế thì cháu xuống một tí gì à? Xuống lại lên. Chung là không mất phí. Không mất phí nha, yên tâm. Chừng nào mà thấy được. Chắc là cái đấy kiểu nó nặng ấy. Chụp hình được lắm sợ. Xin chào đàn mình nha, cho hỏi đàn mình đến từ đâu vậy anh ơi? Tôi thì cùng gia đình đến từ Lào Cai. À Lào Cai, thành phố Lào Cai có Sapa đúng không anh? Có Sapa. Em có anh là đường Thanh Niên. Đường Thanh Niên. Quán nhậu À. Nguyễn Văn Tiệp. Đấy gần nhà. Cạnh khách sạn Mường Thanh ấy. Biết rồi. Bữa sau về cứ gọi cho ông anh em. Rồi. Xin chào các bạn đến với đây là đội làm của chúng tôi. Các bạn làm sao, các bạn thấy sao? Ở Sapa có san hô không? Sapa có san hô không? Nhưng mà Sapa lại có tuyết rơi. Đấy, thấy chưa? Còn các bạn thấy sao, ok không? Ok. Rồi, cái nào? Ok. Yeah. Trải nghiệm mới đúng không? Rồi. Yeah. Rồi, anh ơi. Rồi, kéo này vào đây này. Rồi, không tí anh đưa cho hộp phẩm và hộp bay cho anh nhá. Không có sợ mất đâu. Nha. Rồi, đèn chiếu mặt mình. Đèn chiếu mặt mình, người ta quay mặt mình. Thank you.
Thank you.
cho không dạ?
Thank you.
đây. Có bên của bọn không? Lên nhanh lên. Ông lỗ tai nuốt nó bỏ và cách thứ hai lấy cái tên.